Dưa hấu này thì khi mà mình ướp với lại muối với đường, rồi sau đó mình sẽ cho nó xuống lực áp suất của nước thì nó sẽ chuyển thành cái màu rất là đẹp. Tâm dùng nước cốt dừa và đường thốt nốt để mà thay cho cái hương vị của creme brulee truyền thống. Mình thay đổi cái kết cấu nó thành cái quả cầu nước, thay đổi cái hương vị của nó luôn. Đây là một trong những kỹ thuật trong ẩm thực phân tử. Mình sẽ tạo ra các cái quả cầu nước. Ở bên trong nó là creme brulee Bernese. Tom muốn làm gì đó khác hơn bằng cái kỹ thuật mới. Thì đó là lý do vì sao mà Tom áp dụng ẩm thực phân tử vào cái cuộc chiến trong ngày hôm nay. Đây là đầu bếp Tommy, đây là đầu bếp Giang. Hai người cách nấu ăn nó khác nhau. Đầu bếp này đó thì nấu có vẻ hiện đại hơn. Cô Giang này thuần túy Việt Nam. Những cái mùi vị, những cái gia vị hay là theo cái sáng chế của cổ, như ví dụ xài những cái vỏ bắp rồi yến vào trong đó, tuy nấu hiện đại hay là nấu dân dã đi nữa, nó cũng có cái kỹ thuật làm thế nào cho nó ngon, cho nó hấp dẫn. Cả hai bên đều hay, 1 9 1 10. Tôi dám nghĩ ra một cái cocktail thành công thì không có lý do gì tất cả những cái sản phẩm đó của tôi nó tệ hết, không bao giờ. Cái đó là gì con, mà sao nó ra khói? Dạ cái này là đá khô à. À, đá khô. Đá khô thì con để dưới thì nó làm nhanh tốc độ đóng băng hơn. Ủa bây giờ em lại sáng chế món gì đấy? Dạ chả cá yến chú. Sau khi mà thầy nói chuyện là yến nó dư giả, dạ, không biết làm gì là em mới sáng chế ra cái món này phải không? Thực ra là món này là có cái con đã suy nghĩ và đã định làm rồi. Tại sao mình không làm thêm một món nữa? Biết đâu thầy sẽ thích món này chẳng hạn. Để ăn với nước sốt gì em? Dạ nước sốt là trái một gà chú. Trái trứng gà này á mà pha nước sốt á. Là nếu như bạn mà muốn thành công, bạn phải dám nghĩ, dám làm trước đã. Và tôi làm được điều đó, tôi dám nghĩ, tôi dám làm. Thế trái khác liền, lập tức. Trước tiên là mình phải nên thử trước. Đúng, mình phải biết là trái nào nó chín, nó bùi. Creme brulee của con á, nó quá chín rồi chưa? Vừa rồi là do căng nhiệt nóng quá. Mà vì cái lửa nó quá mạnh đi cho nên nó bị nổi lên, nó trở thành giống như là cái trứng mình đổ ấp la vậy, cho nên cái món này là món chật không có đúng. Ráng đừng có để bị quá chín nha. Dạ vâng ạ. Nói nghe nè, nếu creme brulee nó không hoàn hảo em bỏ em vâng em biết em hiểu ạ. Nhiều cũng không phải là tốt. Nước từ tôm, cua và nước cà chua, cái lấy nước ngọt từ những cái thịt đó ra. Cái món cá này có phải là cá tuyết không? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi món cá này mắc tiền lắm á nha. Dạ, thì hôm nay là muốn ăn cao cấp nên phải chọn nguyên liệu sao là sớm tầm lại yến rồi. Thế lại còn có cả con cua nữa kìa. Dạ cua đó sau cùng là em cho vào để lấy cái vị cua. À con sơ mê hả con? Con xài trứng nhiều quá ha. Dạ con xài có một cái trứng. Một cái trứng thôi hả? Mà dạ. Nó ra như vậy sao? Dạ. Sở trường của con là nấu cơm sơ mê. Cá tuyết lúc vào lò 5 phút. Ở thử thách nhanh với món ăn salad yến, tôi đã sai lầm khi để hạt chi ăn kèm. Nó khiến món ăn của tôi mất đi hương vị vốn có của nó. Và rút kinh nghiệm từ lần sai lầm đó, tôi sẽ sáng tạo món canh ở phần thử thách loại trừ này. Bây giờ nấu nó thế nào? Làm đẹp lắm, ta bấm cá. Ở Việt Nam chúng ta có gì có canh, nhà nào cũng biết. Thì món canh của Việt Nam phải đẳng cấp. Đây là cái nồi canh ngon nhất, đậm đặc biệt. Thì thử không? Và tôi tin chắc món ăn của mình sẽ trở nên một món xuất sắc để làm cho tôi chiến thắng ngày hôm nay. Các bạn hãy đợi nhé. Viên đó lại để chiên nhanh, một cái nhiệt để nó bao bọc ở ngoài. Yến nó sẽ không tiếp xúc với nhiệt chiên mà nó chỉ nhờ cái tác động của nhiệt chiên đấy để cho nó mềm tất cả ra. Tác động khi mà cho vào miệng mình nó sẽ giống như một thìa súp nước vậy. Với nguyên liệu là yến hồng, tôi tin chắc tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai. Món ăn của tôi sẽ là món ăn cực kỳ sáng giá và nâng tầm giá trị của yến. Là một cái lớp dưa leo với lại yến ở trên. Wow. Nhìn cái nồi cháo này nè, tất cả đồ bổ vào đó. Chẳng quá. Không. Có mang đâu ngồi đi không? Không, mang hết cả tỉnh Khánh Hòa ra đây để chọi lại rồi đó. Thắng làm vua, thua làm giặc. Giống trận sống còn quá. Đều bao nhiêu? Giờ người đẹp chơi hết được ở rồi đó. Giờ đẹp về là có người được có giữ lại nữa nha. Có xài gì đó không? Có nhiều chơi nhiều đi. Đó là làm đường á hả? Dạ vâng. Ở đây con làm kẹo gừng. Thì con đổ vô cái đá, nó sẽ tạo ra những cái tảng san hô. Theo con tưởng tượng là như vậy.
Hay quá ta, caramel rồi nó sẽ tan chứ nó đâu có cứng đâu con. Cái đó là cái mạo hiểm mà con muốn thử. Tất cả những cái món ăn của con làm ra thì con cũng đều tin tưởng là con làm tốt cho món ăn của mình. Thời gian còn lại 1 phút. Đó là crumble đó hả con? Dạ vâng. Nó sẽ có cái vị rất là thuần Việt Nam. Nó đóng nó không có được đẹp nên khiến cho nó lên trên. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Và bây giờ các bạn sẽ lần lượt mang món ăn của mình lên để cho các vị giám khảo của chúng tôi thưởng thức và chấm điểm nha.